dịp Tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài. Thường chúng ta trồng mai á, là tại sao lan mà quy là nói mai là như vậy? Thực sự trong người miền Nam mình á, ai nhà nào mà có chút xíu miếng sân là cũng có mai, thậm chí không có sân thì gửi cây mai nhà người ta rồi Tết đem cây mai về. Như nhà Quy á, trồng lan cái che lưới hết thì Quy nói ôi cây mai này nó cần nắng, chứ bây giờ làm sao mà trồng lại trồng qua lưới được đó. Thì cái phần mà cây mai mà trồng qua lưới là Quy thấy trồng không được, nhưng mà Quy đến nhà thầy chơi lâu rồi thì Quy thấy là trong nhà thầy có nhiều cái cây mai mà trồng từ thời lâu tới giờ trồng qua lưới. Thì mời chúng ta coi vườn lan và xem cây mai mà trồng qua lưới có cái gì đặc biệt không, thầy có thể nói cho bạn hiểu. Đây là trên lưới chiếc mai là như vậy đây, nhà đâm tường đây, sau đây là bông, và cái bông giáo thì nó cũng rất bự đây. Đây các bạn, đây là cây mai nhà thầy, đây là lưới, không quay cái phần lưới lên cho các bạn xem nhé. Đó thì nó cũng hưởng nắng giống như phong lan thôi để, nhưng mà rất là sung. Bây giờ đây là cây mai mà ở trên đây là lưới và nằm chung với vườn lan của thầy, thì hiện tại vẫn ra bông Tết và vẫn phát triển bình thường, ra đọt rất là bình thường. Thì tức là theo thầy đó là cũng bình thường hả thầy ha, nhưng mà có cái bí quyết gì không thầy, hay là nó cũng bình thường? Không, nếu mà trồng cây mai ở trong vườn lan này á thì đồng ý là cây mai này đắt lắm nè. Thì nếu mà người ta trồng ngoài nắng từ sáng tưới, người ta chiều tưới thì người ta cho ăn thức ăn. Nếu ngoài nắng người ta cho bón đạm nhiều, nhất là cái đạm như là phân bò hay là dynamic rồi nọ, dạng phân hữu cơ người ta trong đó. Nhưng mà nếu trồng trong lưới thì không bón những cái đó được. Thành thử ra mỗi lần mà các anh chị trồng trong lưới như vậy thì chăm sóc nó giống như cây lan. Cây mai lan ăn sao nó ăn vậy? Lan ăn hai lần nó ăn lần, và sử dụng phân tan chậm, không có phân hữu cơ nha. Các bạn thấy thầy trong chậu lan là chỉ có chất trồng là sưa dừa thôi, chấu vậy thôi, đúng không thầy? Đúng rồi. Rồi và ăn phân tan chậm thôi, trong đây không bỏ phân hữu cơ, phân chuồng, tại vì nếu bỏ vô đây là trồng qua lưới là nó không đúng. Cái này là cái phần rất là đặc biệt. Tuyệt vời thầy, thất bại chỗ đó thầy, cứ không biết cứ chơi đại cái phần này. Rồi thầy